Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 1250 cái token SMB tương đương với 6 đô la. Thì dự án này nó sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 3 và nó sẽ dành cho 2000 người chiến thắng nhé. Ok, và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn start này. Rồi, mọi người sẽ do vào Channel Telegram. Quay trở lại này, do tiếp vào group Telegram. Chọn rồi, sau đó mọi người quay trở lại bấm chọn check. Rồi và nhập mã captcha nhé. Rồi tiếp tục thì mọi người sẽ bấm chọn vào Join Airdrop. Sau đó thì mọi người sẽ làm tiếp nhiệm vụ là Follow Twitter này và test thẻ 3 người bạn. Đầu tiên thì mọi người sẽ add cái này ở trên danh sách CoinMarketCap trước cho mình. Rồi, kích chọn dấu sao này. Ok, quay trở lại bot. Sau đó thì join vào hai nhóm này thì mọi người đã join rồi. Bây giờ là follow Twitter và test thẻ 3 người bạn. Rồi, tìm đến bài đăng của nó này. Kết thúc 20 tháng 3, phân phối vào mùng 10 tháng 4. Ok. Ở đây mọi người trích dẫn nhé và test thẻ 3 người bạn cho mình. Rồi, sau đó chọn tweet lại. Quay trở lại bot này. Mọi người chọn Submit, chọn Done. Rồi, chọn Done tiếp. Sau đó nhập profiling của Twitter này. Rồi, tiếp tục là nhập địa chỉ ví BSC cho mình. Ok. Em còn gì không? Rồi, như vậy là mình đã dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.